Long, long, lùi lại. Nó chùa thiên mũ đằng kia kìa. Đi ra đây Long ơi, đừng vô đó con. Nó trong cỏ đó. Tôi sợ rắn lắm rồi ba. Sợ. Sợ thì đừng đi vô rậm. Đi ngay đường thôi. Ba trong đó ông đang làm gì vậy ba? Ông đang bẻ củi. Củi đem về nấu nước uống, nấu cơm ăn. Đó con thấy không Trăng? Tố Long thấy không Trăng? Rồi lên Long ơi, đi lên con ơi. Có xe chưa? Có người lên đủ chưa? Gần đủ rồi đó.